Chào các bạn, ở những clip trước thì tôi đã nói với các bạn về những quyển sách. Vậy tại sao tôi lại có nhiều sách như thế này? Chúng ta nên đọc sách. Sách không đưa lại cho chúng ta tiền mặt thật sự đấy ngay lập tức, nhưng sách có thể làm cho chúng ta có những cái kinh nghiệm và có những cái suy nghĩ để chúng ta kiếm tiền. Đây, có những cái quyển sách ví dụ như là từ lúc nhỏ tôi đã đọc về tư duy toán học, hay là những cuốn sách đây về pháp luật của Việt Nam đây và kế toán doanh nghiệp, hay là những quyển sách về tiền tệ ngân hàng, doanh nghiệp luật, hay là quản trị khai thác, hay là những quyển sách về quản trị cái gì nhỉ? Có một cuốn sách như thế này mà chúng ta cần phải có. Thì đối với tôi thì lúc nào cũng cần phải có những cái thứ đâu nhỉ? Đây. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng bên mình những quyển sách như thế này để tôi có thể, các bạn có thể nhìn kỹ vào đây một chút. Có thể đây là clip duy nhất hoặc là cuối cùng tôi có thể mở cái khóa này cho các bạn xem. Đấy, trong tất cả những quyển sách như thế này thì chúng ta sẽ đều có những kiến thức rất là hay và giá trị bổ ích. Nên là mong các bạn sẽ chăm chỉ đọc sách nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.